Và hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu một em đầu camera ok mới nhất trên thị trường với nhiều tính năng ưu việt, đó là em Zido Z1000. Và hãy cùng mình tìm hiểu xem em Zido Z1000 có gì nhá. Đầu tiên về phần kỹ thuật, Zido Z1000 là một hộp chữ nhật nguyên khối. Phía trước được trang bị một màn hình LED, ở giữa là nút on off có thể tắt hoặc mở. Bên cạnh khi mở ra sẽ là một khe cắm ổ cứng và hai cổng USB 2.0. Mặt sau là một công tắc nguồn và lỗ cắm nguồn. Bên cạnh là quạt tản nhiệt thông minh có thể tắt hoặc mở tùy ý thông qua app chuyên dụng. Bên cạnh sẽ có cổng audio dùng để kết nối với âm ly đời cũ. Bên cạnh cổng audio sẽ là cổng quang học optical giúp truyền tín hiệu tốt hơn. Bên cạnh cổng quang học gồm hai cổng HDMI vào và ra. Và cuối cùng sẽ là cổng kết nối với cáp mạng. Về phần tính năng, Zido Z1000 có tính năng tương tự với các đầu karaoke cao cấp hiện nay và có thể phối ghép với bất kỳ đàn karaoke nào. Sở hữu kho nhạc khủng lên tới 100.000 bài nhạc, chọn nhạc theo chữ cái đầu, theo tên ca sĩ, theo thể loại, theo bản nhạc yêu thích đều được. Tìm kiếm siêu nhanh và màn hình hiển thị đẹp mắt giống như màn hình hiển thị của YouTube. Điều khiển hoàn toàn qua điện thoại hoặc máy tính bảng thông qua app hoặc có thể điều khiển bằng remote. Hỗ trợ gắn thêm ổ cứng lên tới 14 TB, lưu trữ 140.000 bài hát, chất lượng Full HD hoặc 300 bộ phim chất lượng 4K. Xem phim, nghe nhạc, hát karaoke thật đơn giản và dễ dàng. Đặc biệt, đầu karaoke có một app chuyên dụng trên điện thoại giúp chúng ta thao tác dễ dàng hơn khi kết nối với cùng Wi-Fi. Khi không có Wi-Fi, đầu karaoke còn có thể phát ra một Wi-Fi độc lập hỗ trợ cho điện thoại kết nối. Đặc biệt hơn nữa, truy cập YouTube bằng app này khi tìm kiếm bài hát, mặc định những đề xuất đầu tiên đều là beat karaoke.